Ông bầu khắc tiệp dậm trộm vòng một gợi cảm của chân dài Quỳnh Thư. Vì quá gợi cảm mà Quỳnh Thư đã bị ông trùm chân dài khắc tiệp dậm trộm vòng một trong một khoảnh khắc đã bị ống kính máy ảnh thu lại được. Xuất hiện trong một buổi tiệc gây quỹ từ thiện vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn viên người mẫu Quỳnh Thư gây chú ý với diện mạo vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Người đẹp khoe vóc dáng đầy ngọt ngào với chiếc đầm ôm sát, tôn vòng một và các số đo đầy gợi cảm. Quỳnh Thư được yêu mến bởi vẻ đẹp ngọt ngào, khuôn mặt đầy đặn và các điểm trên gương mặt của cô rất sắc nét. Tại sự kiện, Quỳnh Thư lựa chọn phụ kiện tương đồng màu với chiếc đầm hồng pastel dịu dàng. Vẻ đầy cát của Quỳnh Thư vô cùng lôi cuốn. Ông trùm chân dài khắc tiệp cũng có mặt tại sự kiện, anh ăn vẫn đơn giản mà vẫn rất lịch lãm. Khắc Tiệp và Quỳnh Thư có mối quan hệ khá thân thiết, hai người từng là cộng sự của nhau trong một thời gian. Quỳnh Thư Khắc Tiệp nói chuyện rôm rã trên bàn tiệc có cả Khánh My. Trong một khoảnh khắc bị máy ảnh thu lại được, Khắc Tiệp đã không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp gợi cảm của Quỳnh Thư, đặc biệt là vòng 1.